Mời quý vị và các bạn đến với tin trình sau đây. Cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 khai nhận 6,9 tỷ đồng chỉ là quà bình thường. Chiều ngày 12 tháng 7, Hội đồng xét xử Toán quân sự quân khu 7 tiếp tục phiên tòa hình sự xét xử hai cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển là Lê Văn Minh, cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 và Lê Xuân Thanh, cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 cùng 12 đồng phạm trong vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố xác tội phạm phiên tòa diễn ra phần thẩm vấn khi được đứng lên nói ý kiến cựu thiếu tướng lê văn minh giải bày đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình trong một năm bị tạm giam cũng trong buổi chiều 12 tháng 7 một nhân chứng quan trọng là phan thành hữu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phan lê hoàng anh đã xuất hiện tại tòa phan thành hữu là người đưa tiền hối lộ cho các bị cáo Tuy nhiên, do chủ động khai báo trước khi bị phát giác, nên Hữu không bị truy tố xét xử trong vụ án này. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Lê Văn Minh cho biết, ban đầu không biết Phan Thanh Hữu buôn lậu, do Hữu là người học cùng trường Hải quân, nên bị cáo Minh nghĩ là người giỏi làm ăn, về sau mới biết Hữu buôn lậu. Bị cáo quen biết Hữu thì thấy Hữu cũng hiền lành tử tế, lại học cùng trường Hải quân ra. Bị cáo nghĩ Hữu có khả năng làm ăn bình thường, chứ không biết là Hữu đi buôn lậu. Ông Lê Văn Minh khai, Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã nhắc nhở bị cáo phải khai báo trung thực. Vị kiểm sát công bố bút lục cho thấy ông Minh Từ Khai biết rõ việc buôn lậu của Hữu, bao gồm việc hai bên nhắn tin tọa độ tàu cho nhau. Bị cáo có trao đổi với Hữu về tọa độ, nhưng lúc đó ý thức chủ quan của bị cáo không nghĩ đấy là hành vi tiếp tay cho buôn lậu. Ông Lê Văn Minh trình bày. Với cáo buộc nhận 6,9 tỷ đồng từ Hữu, ông Lê Văn Minh thừa nhận là có, nhưng cho rằng đó không phải là hối lộ, ăn chia theo tháng, mà chỉ là quà bình thường, Hữu thi thoảng gửi cho bị cáo. Hữu đưa cho bị cáo mỗi lần không đồng đều nên bị cáo không nhớ rõ số tiền, bị cáo cũng không nhớ được Hữu đưa bao nhiêu lần nên chấp nhận theo nội dung cơ quan điều tra đã chứng minh, ông Lê Văn Minh khai. Vợ của ông Lê Văn Minh là bà Phan Thị Xuân cũng nằm trong số 14 bị cáo hầu tòa lần này. Bà Phan Thị Xuân cho biết về cơ bản, nhất trí với cáo trạng của viện kiểm sát theo cáo trạng từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, Hùng đã ủy thác cho con trai đưa tiền cho bà Xuân hoặc người nhà, tổng cộng 11 lần, mỗi lần 150.000 đến 200 triệu đồng. Toàn bộ là tiền mặt đựng trong túi ni đen. Lần đầu nhận, bà Xuân có bảo chồng, xong ông không nói gì. 10 lần nhận tiền, 10 lần nhận tiền sau, bà không nói lại việc này nữa. Lời khai của bà Xuân được viện kiểm sát đánh giá là phù hợp với cáo trạng. Tin tiếp theo, hacker Nhâm Hoàng Khang bị đề nghị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Thưa quý vị, mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nhâm Hoàng Khang, 35 tuổi, ngụ quận Tân Bình về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo nội dung vụ việc, trước đó cục cảnh sát hình sự bộ công an nhận được đơn tố cáo Nhâm Hoàng Khang với trình độ tin học cao, Khang đột nhập nắm các dữ liệu bằng chứng của một trang web trái phép rồi quay sang đe dọa sẽ tố cáo các sai phạm đến cơ quan chức năng. Khang buộc chủ nhân trang web sai phạm nói trên phải chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản cho mình. Sau nhiều lần bàn bạc, bà, Khang đồng ý nhận 400 triệu đồng và tiền đã được chuyển. Từ đơn tố cáo của tội phạm, tháng 7 năm 2021, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an làm rõ nội dung. Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện Khang có hành vi đe dọa, cưỡng đoạt 400 triệu đồng của nạn nhân nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam. Sau đó, Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra. Nhâm Hoàng Khang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, được biết đến là lập trình viên đứng sau nhiều ứng dụng khá tệ ích cho người dùng như đưa sim và iPhone, Look, được giới công nghệ thông tin biết đến khá nhiều. Vào đầu năm 2021, Khang gây chú ý về liên quan ồn ào trên mạng xã hội với những tuyên bố lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân, quỹ từ thiện liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Tin tiếp theo, vụ cựu chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ, số tiền tham nhũng phát hiện lên đến 500 triệu đồng. Thưa quý vị, mới đây kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 đã khai mạc Tại kỳ họp này, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có báo cáo tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn 6 tháng đầu năm. Trong đó đáng chú ý, tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu nổi lên là tội phạm liên quan đến chức vụ quyền hạn, lợi dụng chính sách của nhà nước về công tác phòng chống dịch COVID-19, các lĩnh vực ngoài nhà nước. Điển hình như vụ sai phạm liên quan đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, CDC Đà Nẵng vụ vi phạm các quy định về quản lý nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng, gây thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng. Vụ đưa và nhận hối lộ làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Trần Thị Phương Dung, Tôn Thất Huy Minh, Đàm Quang Hưng, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Liên Triều Đà Nẵng thực hiện. Cũng theo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm với lĩnh vực kinh tế tham nhũng chức vụ đã phát hiện khởi tố mới 22 vụ trên 20 vị can, tăng 27% so với cùng kỳ 2021 và 450% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, đã ra quyết định xử phạt hành chính 102 vụ, 98 cá nhân, 10 tổ chức, giảm 26% số vụ so với cùng kỳ 2021, ,5% so với cùng kỳ 2019. phát tiền trên 1,1 tỷ đồng, tạm giữ tịch thu tăng vật trị giá hơn 2,8 tỷ đồng. Tin tiếp theo, bắt 4 cán bộ kiểm lâm liên quan vụ phá rừng trên núi Thị Vải. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố bị can bắt tạm giam Lê Văn Sinh, sinh năm 1967, Nguyễn Kim Bình, sinh năm 1985, cùng là cán bộ Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu Phú Mỹ. Tạ Thanh Tùng, sinh năm 1989, Trần Xuân Hưởng, sinh năm 1988, cùng là cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó tháng 8 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Minh, sinh năm 1974, người địa phương về tội hủy hoại rừng. Theo cơ quan điều tra, năm 2019, Trần Quang Minh mua hơn 10.000 m2 đất trồng cây lâu năm trên núi Thị vải, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ. Sau đó, Minh cho người đào phá lấy cây trên đất, lấp phẳng, dùng đá kè tạo bậc thang, đào ao, kè ao trên khu đất này. Đáng chú ý, Minh còn thuê người phá nát gần 18.000 m2 đất rừng được giao cho ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quản lý. Khu đất rừng phòng hộ này có chức năng chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước ngầm. Tin tiếp theo, chiêu lừa sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao đã xuất hiện ở Lai Châu. Thưa quý vị, vừa học xong lớp 8 được nghỉ hè, tháng 6 vừa qua, Lù Xuân Huân, 14 tuổi, ở bản Suối Thầu, xã Bản Giang, huyện Tam Đường, Lai Châu, xuống Hà Nội làm thuê với mục đích kiếm tiền phụ giúp gia đình và thỏa chí tò mò. Khám phá của tuổi mới lớn. Làm phụ hồ được gần một tháng, từ lời hứa hẹn với việc nhẹ lương cao, Huân đã bỏ vào Tây Ninh rồi sang Campuchia để tìm việc. Sang tới nơi, Huân đã ký với bản hợp đồng lao động đến hết năm mà không hiểu rõ trong hợp đồng có những nội dung gì. Huân nhớ lại, ở bên đó, em được ở trong một tòa nhà cao tầng, luôn có người canh gác bên ngoài cả ngày lẫn đêm. Hàng ngày công việc của em là sử dụng máy tính và app có tên miền mega gạch ngang com với mục đích làm quen mời chào khách lập gian hàng và nạp tiền. Nếu ai không mời chào được khách thì bị họ đánh, dùng dùi cui điện chích vào người. Không chịu được các trận đòn đau Em đã bỏ việc thì nhận được câu trả lời Họ đã mua em với giá 1.000 đô Bây giờ không làm được Muốn về thì nộp trả 3.000 đô Bố mẹ Huân đã phải vay ngân hàng số tiền 75 triệu đồng Trả cho các đối tượng lừa đảo để cứu em về Cũng là nạn nhân Bị lừa như Huân Nhưng Lù A Gong 17 tuổi Ở cùng bản suối thầu Phải nộp tới 100 triệu đồng Vì chuyển tiền chậm hơn 3 ngày để có số tiền này, bố mẹ Gon đã phải cầm cố tài sản số ruộng cấy của gia đình với lãi suất cao và lời hẹn hết năm không trả sẽ mất ruộng. Giờ thì Gon đã về nhà, nhưng với nỗi lo rất lớn sẽ lấy đâu ra tiền để trả, vì gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Cuộc sống của 6 nhân khẩu trong gia đình bây giờ chỉ trông vào tiền làm công làm thuê của bố ruộng và tiền công ít ỏi từ việc làm gới mây của bà ngoại. Lua Gon kể, em có hai người bạn ở xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường đang làm việc ở Campuchia. Và chính hai người đó đã giới thiệu để em sang bên đó làm việc. Sau khi kết hôn với bạn, em được một người đàn ông nhắn tin dù em và nhóm thanh niên cùng bản đang làm thuê ở Hà Nội và Bắc Ninh sang Campuchia làm việc trên máy tính, lương tháng 25 triệu đồng. Người đàn ông này sau đó bảo nhóm của em bắt taxi về bến xe nước ngầm, lấy xe khách vào Tây Ninh. Mọi chi phí, kể cả vé xe khách, đều do họ chi trả cho nhà xe. Chúng cháu ngồi xe và tới bến xe miền Đông, thì có một người đàn ông đánh xe con ra đón, đi vào Tây Ninh, sau khi nghỉ tại một nhà nghỉ khoảng 4 tiếng Tiếp tục có xe con đón đưa qua biên giới Sau bên đó người ta cũng bảo công việc đơn giản không áp lực làm thoải mái Chỉ nhắn tin trên Facebook làm quen với những người giàu Giới thiệu app cho họ để họ mở gian hàng nạp tiền Thì mấy người bên đó họ lấy tiền về Lua Gong nhớ lại Ngoài Huân và Gong tại xã Hồ Thầu huyện Tam Đường Thời gian qua cũng đã có 6 trường hợp bị lừa đưa sang Campuchia lao động Mới lời mời chào việc nhẹ lương cao người bị lừa chủ yếu là trẻ vị thành niên trong độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi, ít hiểu biết xã hội và trình độ thấp, nên khi được giao về công nghệ, máy tính đều không làm được. Không làm được việc và việc làm không có hiệu quả thì các em bị hành hung, không chịu được các trận đòn, các em buộc phải gọi về nhà nhờ người thân chi tiền cứu về. Các gia đình có các con em bị lừa hầu hết thuộc diện hộ nghèo và để có tiền chuộc con, họ đã phải vay mượn cầm cố tài sản mà đất đai hoặc vay ngân hàng. Ông Quách Tá Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường cho biết, xã nắm được tình hình một số trường hợp công dân trên địa bàn đi làm ăn xa và bị các đối tượng xấu dụ dỗ sang Campuchia. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các cấp, các ngành để tập trung điều tra nắm tình hình. Xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xuống các bản để tăng cường tuyên truyền cho nhân dân nắm tình hình, nâng cao cảnh giác về các đối tượng lợi dụng các trường hợp đi làm ăn xa để lừa các cháu. Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu, hiện tại địa phương ghi nhận 20 trường hợp là nạn nhân của các vụ lừa đảo sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Hầu hết là trẻ vị thành niên từ 14 đến 17 tuổi. Đến nay đã có 10 người được gia đình bỏ tiền chuộc về với số tiền chuộc từ 75 triệu đến hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên đây mới chỉ là con số thống kê ban đầu và số lao động bị lừa có thể nhiều hơn khi nhiều gia đình chưa trình báo. Tình trạng lừa công dân sang Campuchia làm việc thực sự là hồi chuông cảnh báo về công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, tạo việc làm của cơ quan chức năng địa phương dành cho đối tượng vị thành niên sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Chuyển sang tin tiếp theo, phát hiện cơ sở phù phép kính áp trong Trung Quốc thành hàng nhãn hiệu Hàn Quốc. Qua kiểm tra xác minh ban đầu của cơ sở gia công, kinh doanh tại Lô 3, khu tái định cư mở rộng Xuân Phương, phường Phương Canh, Nam Tử Liêm, Hà Nội, Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này có dấu hiệu đang sản xuất kinh doanh hàng giả. Hàng hóa là sản phẩm kính áp tròng đều được nhập khẩu từ nước ngoài. Trên mỗi sản phẩm đều có nhãn mác chữ Trung Quốc, nhưng sau khi nhập hàng về, nhân viên tại cơ sở này đã bóc xe nhãn gốc Trung Quốc, thay thế bằng nhãn mác tự thiết kế rồi đặt in biến sản phẩm thành hàng made in Korea. Để tạo ra những sản phẩm kính áp trong có nhãn mác nguồn gốc xuất xứ Hàn Quốc. Cơ sở này đã dùng hai máy dán nhãn thô sơ đặt trên tầng 4 của ngôi nhà. Chỉ trong vài phút thực hành, hàng chục sản phẩm kính áp tròng có nguồn gốc Trung Quốc trở thành hàng mang nhãn mác Hàn Quốc. Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 6, Phan Thanh Hà cho biết, theo quy định, mặt hàng kính áp tròng khi nhập khẩu và kinh doanh phải được cấp phép của Bộ Y tế và cấp số đăng ký lưu hành tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra cơ sở này chưa xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các sản phẩm nguyên liệu và không có số đăng ký lưu hành theo quy định của pháp luật ông hà nhận định đây là vụ việc tương đối lớn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dùng đây là sản phẩm kính mắt áp tròng nếu sử dụng phải sản phẩm giả, nhái kém chất lượng, không có số đăng ký lưu hành sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho người dùng, nhất là đối với lớp trẻ, những khách hàng là học sinh sinh viên. Trong quá trình kiểm tra nếu có dấu hiệu hình sự, lực lượng quản lý thị trường sẽ chuyển sang cơ quan công an để điều tra làm rõ. Được biết hàng hóa tại cơ sở kinh doanh này được phân phối đi nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Những nơi đổ buôn có những chỗ bán lẻ. Kênh tiêu thụ chính của cơ sở này là trên sàn thương mại điện tử với giá 45.000 đồng một sản phẩm. Mỗi ngày có ít nhất 30 khách hàng chốt đơn đặt hàng. Ước tính số kính áp trong không đủ điều kiện lưu hành bị thu giữ tại cơ sở này lên đến hàng chục ngàn sản phẩm.